thấy sau lưng của ta nè, ta thấy cổng phía sau lưng, cổng đó sẽ gọi là cổng lông hay là cổng băng lông. Nhìn thấy bên tay phải, tay trái nha mình, đây sẽ là cổng lông hay là cổng băng lông. Dạ, thì ở giữa cổng lông với lại cổng lông có cái phần xa xa nằm ở giữa, cổng đó sẽ là cổng quy hay là cổng tâm quy. Thì chiều nay mình lo vấn đề đó, chúng ta sẽ nhìn thấy cổng cổng. Còn cổng thì nó có cái hoạt động giữa trên đó, thì nó có cái kia thì mình mới nhìn thấy được. Cộng lần nó che khuất cái cộng cộng mình chiều nay mình đi nghe. Có mình thấy rất cộng cộng, có rất nhiều người dân người ta làm rất nhiều cái nhà bè như vậy, kiểu người ta tập trung người ta con cá của một con sông rồi. Yeah. Mình thấy đi hình đến đây sông ngồi ra đẹp rất là nhiều á, còn đa phần người ta sẽ nuôi cá bè đúng như vậy, không mình thấy. Dạ cái đó lục bình á, được á. Dạ đúng rồi, cái đó là con lục bình á. Sao mình dám đi tay người ta á. Dạ lục bình là khác, mèo là khác. Nó cũng dạng dạng, mèo thì nó sẽ nhỏ hơn cái này. Dạ lục bình là khác, mèo là khác. Dạ lục bình là khác, mèo là khác. Thì lâu ngày người ta hình sản thôi, hình đó là hai hồi hủy. Hai hồi hủy. Thì người ta có việc mà chúng ta về miền Tây chơi á, dùng cái chuyện thời gian từ 2 ngày 3 ngày nữa về chợ hơn á, sẽ được tham quan chợ cái đó. Thái à? 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 Thái